vô thì cái Phượng rớt ra rồi. Đầu thôi. Bữa nay là cái phần cuối của phần tửa xanh nhé. Chắc hôm trước mình tới cái chỗ chữ xanh này. Rồi, giai đoạn thứ tư thiền vô sắc chính là phi tưởng, phi tưởng xứ. Tức là cái cõi chẳng có tưởng, chẳng phải không có tưởng, tưởng xuất hiện với tâm vô sắc giới bậc từ thứ tư này rất vi tế. Có cái câu trong thanh tịnh đạo như thế này: tưởng ở đây không phải là tưởng nữa, vì nó không thể thực hiện nhiệm vụ quyết định của tưởng, và cũng chẳng phải là vô tưởng. Quen quen ha, như không tới đâu đó quý vị, quen cái vậy. Chút xong hả? Có cái câu hỏi ha. Cái câu hỏi này là rồi. Hiện bất thiện này rồi. Cái này cái này dưới chưa? Hiện bất thiện. Rồi. Cái câu này hôm trước bên thuyết gì á, cánh hậu rồi nè. Hôm qua là tiết gì á? Rồi bây giờ có 6 câu hỏi, quý vị suy nghĩ trả lời nha. Này là hỏi quý vị nè, chứ không phải hỏi tôi đâu. Hồi xúc đã trả lời quý vị hết nè, họ trả lời hết rồi, tôi thấy tưởng là quý vị trả lời. Rồi câu số 1: tưởng kèm theo từng tâm nhưng lại diệt hoàn toàn với tâm đó. Bằng cách nào chúng ta có thể nhớ được những gì diễn ra trong quá khứ? Hồ, hình như câu này tôi có từng hỏi rồi. Đây nè, tại sao quý lắng nghe? Cái nghe đó là nghe thực tại, tức là nghe thông tin tại hiện đó. Vậy làm sao mình có thông tin trước đó để liên kết với cái thông tin hiện tại nghe để mà đối đáp giữa vấn đề? Đó, cái câu này giống hệt như câu trên. Cắt cái câu này để các bên. Đấy, chị em bằng gì của nó nè. Hỏi tương tự. Đấy. Rồi câu hỏi số 1. Rồi quý bà con suy nghĩ trả lời coi. Có câu trả lời, mình đánh lên cũng được, mình nói lên cũng được, miễn sao mà mình có trả lời là được. Mình thấy một lục thấy kinh hãi quá.
cột mình ghi lại lục tâm. Gì trả lời đó nha. Chim rù rù. Rồi. Quý vị có ai có câu trả lời không? Cũng đã từng có giới thiệu sơ qua trong cái bài trên rồi. Có ai nào có ai thì lắng nghe, có thì thôi tôi nói. Rồi. À, tưởng ở từng tâm là diệt với cái tâm đó. Bạn vô cái tưởng nó có gì nói gì. Đây là lộ tâm, đây là lộ tâm chích phá huy thi. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp giết dòng, chứ rúng động đó ha, chứ R rồi, khai ngũ môn, cái kháng ngũ môn, ngũ tâm thức, tiếp thâu quan sát đoán định, rồi sẽ có na, động lực, 1 cho tới 7, sát na, rồi tới na cảnh, thì thuộc cái lộ tâm này giùm đi nha. Bị gián thuộc dùm không có chịu các bạn rớt nè. Rồi đây là 17 sát na trong cái tâm lộ nên cái gì gán thuộc đây. Quý vị trong thời đây ai đã thuộc cái lộ này rồi, đây là lộ tâm thời bình nhật nha. Khi ta nói về lộ tâm, cái gì phải viết ra được cái lộ tâm thế này. Ai đây thuộc chưa? Dạ, một cái ok.
Rồi bây giờ người ta nói đó mà tưởng là từng tâm, tâm sanh thì diệt thì tưởng cũng diệt, thì hỏi chứ sao mà bạn nhớ được những cái gì diễn ra trong quá khứ, nhớ được hết hả? Hay lắm, hay lắm. Rồi bây giờ nó có hai cái đoạn nhưng mà thực ra là tới ba đoạn. Còn kia nè hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp biến động, hộ kiếp dứt dòng cho tới khai ngũ môn, là nó đã bắt cảnh mới hay còn cảnh cũ, nó bắt cảnh mới hay còn cảnh cũ, nó bắt cảnh mới hay còn cảnh cũ, Cảnh cũ. cảnh cũ. Ok, cảnh cũ. Đây là cảnh cũ, cảnh cũ này nó dẫn đến là cái tưởng cũng là cái tưởng cũ. Cái cảnh cũ, cái tưởng tưởng cũ này, cảnh cũ và tưởng cũ này nó lấy ở đâu ra? Nó lấy từ dữ liệu trong lộ tâm. Nó là cảnh nghiệp á, thì hay nói cách khác á, nó chính là cái nghiệp, chủng tử nghiệp. Rồi cái đó là cái cũ bắt đầu, nó sẽ lấy thằng mới nè, tức là nó sẽ tiếp thâu cái cảnh mới vô á, nó bắt đầu nó bắt cái cảnh mới vô. Nó bắt cái cảnh mới vô là thằng ngũ song thức này, này là cảnh mới nè. Cảnh mới, thằng cảnh mới này á chắc chắn sẽ có nè, cho dù á nó là tâm nào, nhưng mà đặc biệt ở đây là tâm chắc khú duy nhanh á, chắc khú duy năng. Ví dụ như cái tâm nhãn thức đi, thì chắc chắn cái cảnh mới của nó được bắt thông qua các tâm sở như sau: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Đây gọi là bảy cái gì đây? Bảy cái Bảy tánh tính chung, chung. bảy tánh chung, hay là bảy cái sở hữu. Ok, cũng được. Bảy sở hữu biến hành. Rồi bây giờ khi mà các cái này nó khởi lên ở trong cái tâm chắc khu nhà năng chẳng hạn, thì lúc này mình sẽ thấy nó có tưởng sinh ra đây, tưởng à. Dĩ nhiên cái chỗ này sẽ được mô tả như thế này, tôi phải xuống này nữa. Lúc này thằng tưởng này, thằng tưởng ở trong cái thằng chắc khú với nhanh năng ở trong tâm nhãn thức á, lúc này thằng này nó lưu cảnh, lưu cảnh. Tiếp xúc á là nó sẽ đụng cảnh, tiếp xúc, tức là nó đụng cảnh. Chạm cảnh, cảm thọ đó nó sinh ra đi kèm theo tâm,
mà tâm ngũ song thức á, ví dụ như thọ đây là tôi nói đó, thì nếu như mà nhãn nhĩ tỵ thiệt á thì chỉ là thọ xả thôi, còn nếu như thân thì có thể là thọ lạc hoặc thọ khổ. Thì thọ ở đây tức là sau khi mà chạm cảnh, cái loại cảnh đó là loại cảnh gì, và cái tâm ngũ song thức là tâm gì, thời nó sanh ra thọ. Thọ nó có ba cái thọ xả, hoặc là cái thọ khổ, hoặc là cái thọ lạc. Đó, nó có ba chữ như vậy. Rồi sau khi mà thọ nó bắt xong và nó sanh ra cái cảm thọ tương, ở xin lỗi, sau khi mà tâm nó bắt xong, nó chạm xong, nó sanh ra thọ cảm thọ rồi thì nó lưu trữ cảnh. Đây tới cái trạng thái quan trọng của tưởng, qua tới cái tâm sở sau mình nói tiếp. Bây giờ mình đi tới đây, mình nói tới đây rồi nó lưu trữ cái cảnh này, và cái cảnh này được bảo toàn, được giữ nguyên vẹn. Cảnh nó làm sao đó là nó lưu là y rằng vậy, nó lưu rằng y rằng vậy. Vậy thì nó lưu cái cảnh này rồi, rồi thì nó bỏ đọc à, nó bỏ đọc, nó lưu cái cảnh này, nó bỏ vào trong lỗ tâm. Sau khi nó lưu cái cảnh, nó bỏ trong lỗ tâm, tiếp theo cái thằng kế tiếp là lấy cái màu mực khác đây, tím diện trình tim rồi, là cái thằng tiếp thâu. Tiếp thâu thằng này á, nó có bắt được cảnh ngủ không? Tiếp thâu, tiếp thâu này ví dụ như tôi nói, nó có bắt được cái cảnh sắc, sắc cảnh sắc không? Tiếp thâu có bắt được sắc cảnh sắc không? Có ai đó trả lời giùm đi. Ừ, đúng rồi đó mày. Lợn ơi, tiếp thâu có bắt được cảnh sắc không con? Con nghĩ là dạ không thế này, nghĩ là không. Tiếp thâu thì không có bắt được cảnh sắc. Tiếp thâu nó có cái nương ở nơi cái con mắt được đâu mà bắt cảnh sắc. Quý vị nhớ rồi, bắt cảnh sắc được cần phải có cái basa đá, là cái thần kinh mắt, phải có, phải nương nơi mắt thì mới bắt được cảnh sắc. Đó là cái tâm mà nó bắt được cảnh sắc, là tâm tâm nhãn thức của thiện hoặc bất thiện đều thọ xả hết. Thì như vậy cái tâm tiếp thâu nó không bắt được cảnh sắc, nên là nó không bắt được cảnh ngộ. Như vậy chỉ thấy thằng này nó làm sao nó làm được việc vậy, thì nó bắt cái cảnh gì? Nó bắt cái cảnh gì? Thì thằng này nó đi vô trong cái lỗ tâm, nó đi vô lỗ tâm, nó bắt lỗ tâm cảnh pháp, nó lưu ở trong lỗ tâm. Thằng cảnh này nó đã trở thành cái cảnh nằm trong lỗ tâm rồi. Thì lúc này cái thằng cảnh ngũ ở thằng cảnh cảnh sắc á, nó đã trở thành cảnh pháp. Lúc này tâm tiếp thâu á, là cái đối tượng là của nó đó, là cái cảnh pháp, thì nó bắt ở trong cái lỗ tâm chứ không phải nó bắt ở bên ngoài. Nó bắt là nó bắt bên trong lỗ của nó, bắt cái dữ liệu mà thằng nhãn đó nó đã bỏ vô trong cái lỗ tâm rồi, thì thằng những thằng phía sau nó sẽ vô lỗ tâm nó bắt lại. Tức là cái thằng tiếp thâu nó xử lý công việc của nó, nó xử lý công việc của nó dựa trên cái cảnh á, dựa trên cái đối tượng á, mà cái thằng ngũ quan á, nó bắt được, nó bỏ vào trong lỗ. Cái quá trình này diễn ra liên tục, diễn ra liên tục liên tục. Cho nên á, thằng nhãn thức có thể nó bắt lần thứ nhất á chưa đầy đủ, nó bắt lần thứ hai, nó bắt lần thứ ba, nó bắt lần thứ tư, nó bắt lần thứ năm, cái nó quăng lên trên cái lỗ tâm nó như vậy. Thì cái cảnh nó ngày càng lưu dấu á, cái khả năng lưu dấu của nó đó, nó ngày càng sắc nét hơn,
nó lưu dấu ngày càng kỹ càng hơn. Cho nên quý vị thấy, quý vị nhìn một lần sơ qua đó, quý vị nhìn không có rõ, quý vị không biết là nó ghi cái gì. Quý vị nhướng cái con mắt lên, quý vị căng cái con mắt lên, quý vị nhìn cho kỹ kỹ ha, cái quý vị thấy họ thấy họ cái quá trình đó làm sao vậy. Cái quá trình đó là cái thứ đó đó, cái cảnh đó đó, nó dán lên nhãn thức xong nó lưu lên, nó dán lên, nó lưu chồng lên, nó dán, nó lưu chồng lên. Thì nếu mà ai có sử dụng Photoshop á, thì quý vị sẽ biết cái kỹ thuật layer á, cái kỹ thuật layer đó là nó xếp chồng lên á, cho chất lớp lên á. Thì nó cũng y hệt như vậy, nó chất lớp cái chồng cái cảnh nó lên, cho tới khi cái cảnh đó từ cái cảnh mà nó không có rõ đến cái cảnh rất rõ. Nếu như mình chú ý vô nè, có đủ ánh sáng nè, thần kinh mắt chúng ta xịn sò nè, bla bla đó, thì chúng ta sẽ bắt cái cảnh đó một cách rất rất là rõ ràng. Thì lúc này nó nằm hết trong lỗ tâm của chúng ta, tất cả những cái tâm khác quay trở lại bắt cái đó mà sử dụng. Vậy rồi chứ thành tiếp thâu rồi nó sử dụng cái cảnh pháp này có thay đổi chi không? Có thay đổi chi không? Thì nó sử dụng lại cái chất liệu của thằng trước với cái sở hữu tư của nó. Tư của nó là thôi nữa, mình qua tới tư đây nha. Giờ mình nói tư thì nó hơi sớm quá. Cetana đó. Tương tự như vậy cho tới thời kỳ Yawana của nó. Cái sở hữu tư của nó phát triển rất là mạnh tại thời kỳ Yawana. Để mà nó xử lý cái cảnh đó, tới thằng Yawana 1 cho tới thằng 7 này nó mới xử lý cảnh. Còn lại là nó giữ, nó làm cái trách nhiệm của nó, thu gom lợm lặt, làm cho hoàn thiện, làm cho đầy đủ cái cảnh đó, để mà tới thằng Yawana nó ăn. chính cái sắc na tâm ha, tới sắc na tâm đấy chính thì bắt đầu cảnh nó mới được tiêu thụ bởi cái tâm thiện hoặc là cái tâm bất thiện trong dòng thủ phần. Khi cái tâm thiện mà nó thiện hoặc bất thiện luôn, nó tiêu thụ cái cảnh đó, thì thằng sở hữu tư ở trong từ cái 9 cho tới cái 15 á, nó có tác dụng xử lý cái cảnh đó và cho ra cái mới. cho ra cái mới nó là hai cái sự kết hợp của hai cái quy luật, hay là cái quy luật chủng tử nghiệp, quy luật chủng tử, quy luật nghiệp, nó sẽ tạo ra những tàn tích của nghiệp dưới dạng chủng tử để nó lưu tiếp ở trong lỗ tâm, lưu tiếp trong lỗ tâm. Thì lúc này á, cái cảnh á, được lưu ở trong lỗ tâm không phải chỉ là cảnh nữa, mà còn sản phẩm kèm theo nữa, nó sản xuất rồi đó, nó sản xuất rồi. Lúc này nó sản xuất ra cái bi giác tâm mánh nó lưu rồi, mà cái đó là cái mà nó giữ ở trong cái lỗ tâm gơi gớm luôn cho tới khi nào mà chiếm đất niết bàn thôi. Cái này vô lỗ tâm này quý vị sẽ biết là nó chia ra ba thời nghiệp đó, chia ra thế này. Thì sẽ nằm một nghiệp riêng, 26 nghiệp riêng, 7 nghiệp riêng. Ba cái thời kỳ nghiệp đó nó tương ứng với ba cái giai đoạn thời gian mà mình sẽ phải trả nghiệp. Trong kiếp hiện tại, hiện thời nghiệp, rồi cái một cái đó là kiếp sau, là sanh báo nghiệp, và một cái kiếp nữa là từ kiếp thứ ba trở đi cho tới khi chúng ta kiếp ba. Đó là những cái nghiệp mà nó được tạo ra trong 7 cái thời gian của Suna. Sau đó cái cảnh mà nó đi qua đây rồi đó, nếu còn dư sót, tức là tới đây là nó ăn sạch cái cảnh đó, cho tới khi do cái thằng đó định đó là nó đã làm cho cái cảnh nó trở nên vuông tròn đầy đầy đặn để bà giáo quán nào đó tiêu thụ rồi, nó tiêu thụ còn dư vậy đó, thì na cảnh lên ăn lại, na cảnh ăn lại xài lại. Còn nếu như hết rồi thì không còn cái na cảnh luôn, những cái cách có 15 sắc ma không chừng. Đây là cái quá trình nhận thức luận ở trong Phật học, nó hơi phức tạp xí. Ủa nãy nghe bon bon vô nhiều lắm mà sao quay qua quay lại cái rớt ra hết nè, không ai còn lưu dấu chân chim hết nè. Chính vì cái điều này cho nên chúng ta có thể nhớ được cái thông tin trước đó, chúng ta có thể nhớ được quá khứ. Ai cái cảnh ghi gì đó ghi
vẽ thêm cái phân cảnh nữa để nhìn cho nó dễ. Cái cảnh pháp chỗ này là nó được sử dụng, nó được các cái tâm ở trên đây sử dụng. Ê, Vậy bạn nói như nói như vậy vậy là là từ từ bước bước 1 một gì từ từ nguyên nguyên cái cái phần phần mà mà cảnh cảnh cũ cũ rồi rồi tưởng tưởng cũ cũ rồi rồi nghiệp nghiệp đó, đó, là là nguyên nguyên cái cái phần phần đấy đấy nguyên nguyên là là một một cái cái bộ bộ lọc lọc hồi hồi xưa xưa á á ha, ha, tức tức là là bao bao nhiêu nhiêu thứ thứ mình mình đã đã làm làm là là nó nó có có nghiệp nghiệp rồi rồi thì thì nó nó phải phải qua qua cái cái bộ bộ lọc lọc đó đó trước, trước, rồi rồi mình mình mới mới tới tới những những cái cái khả khả năng năng rồi cái quý vị của mới những những cái cái nghiệp nghiệp tâm tâm khác. khác. Đúng. Cái quý vị mới hỏi tôi đó là ủa rồi Yoniso Manasikara nó nằm ở đâu, quý vị nhớ Yoniso Manasikara không? Khôn khéo tác ý á. Vậy thì bây giờ khôn khéo tác ý ở cái chỗ nào, ở trong cái lỗ tâm nó như vậy, nó dày đặc như vậy thì khôn khéo tác ý chỗ nào mà mình có thể chỉnh được, mình có thể chuyển được tâm vậy, thì khôn khéo tác ý nó nằm ở sát na thứ 8. Đằng này nè, đoán định nè, trước khi mà bắt đầu vô trong cái lỗ tâm để giải quyết đó, là thằng đoán định đó đó quý vị tập một cách thuần thục. Khi quý vị thực tập thuần thục với thằng đoán định này nè, nó xịn lắm, nó mới vừa khởi lên là nó chuyển tâm liền. À, nó chuyển tâm được là do nó khôn khéo tác ý, cho nên cái hàng này nó có thể tạo ra được nguyên một cái sự thay đổi rất là lớn trong các cái bảy sát na Yawana này, bảy hàng này nó thay đổi rất lớn luôn. Nó lệ thuộc vào trong cái tác ý của thằng số 8. Thằng số 8 này nó bắt đầu nó mở mà, nó mở lộ lộ ý ra mà. À, đoán định nó cũng chính là khai yếu môn đó. Thì lúc này nó đoán định để mà nó quyết định là sẽ mở cái tâm nào ở từ số 1 tới số 7 này ra. Thì lúc này nếu quý vị thực tập được cái khôn khéo tác ý đó, quý vị chuyển tâm được từ số 1 tới số 7, nó rất là xịn. Nhưng Nhưng mà mà cái cái khôn khôn khéo khéo tác tác ý ý của của mình mình nói nói nó nó vẫn vẫn rất rất là là khô khô đúng đúng không? không? Tức Tức là là mình mình không không biết biết là là khi khi mà mà mình mình nói nói là là mình mình khôn khôn khéo khéo tác tác ý ý đó đó thì thì nó nó sẽ sẽ rơi rơi vào vào cái cái chỗ chỗ nào nào ở ở trong trong cái cái dòng dòng tâm tâm này, này, chứ chứ mình mình không không thể thể nào nào mà mà mình mình biết biết chắc chắc chắn chắn mình mình nó nó rơi rơi đúng đúng cái cái nhịp nhịp ra ra được, được, tại tại vì vì nó nó rất là là vi vi tế tế đúng đúng không? không? Không, Nó nó chắc chắc chắn chắn rớt rớt vào cái chỗ đó luôn, là bởi vì á, thật ra chúng ta khôn khéo tác ý chỉ có một vài lộ ở trong đó thôi, chứ chúng ta không thể tác ý khôn khéo một cách trọn vẹn đối với một cái đối tượng cảnh bất tội nguyện hoặc là đối với một cái đối tượng cảnh rất tội nguyện. Tức là nếu như á, cái cảnh đó chúng ta là cảnh ưa thích của chúng ta đó, thì lúc này cái tâm mà đã khởi lên cái dòng lộ tâm á, một đống tâm tham nó đã lên rồi, một đống tâm tham nó đã lên rồi, sau này cái thằng đoán định nó mới sử dụng lại cái chất liệu nằm ở trong lộ tâm, tức là những cái khamma bija khamma cũ của mình á, mà mình đã được học, đã được quân tập á, lần là cái này chết bà rồi, ta đang ưa thích cảnh không được, nó sử dụng lại chất liệu có trong lỗ tâm mình đã gieo trước đó, lúc này nó mới là cái đối tượng mà chuyển sang tác ý khôn khéo để mở lộ tâm khác. Thì thật ra là ta đã một nùi tham rồi, sau đó ta mới thay đổi đi, rồi bắt đầu mới chuyển qua một cái đống tâm khác, có thể là tâm thiện, nhưng mà tâm thiện không có hợp trí, tâm thiện ly trí, thọ xả, hữu trợ. Đó là cái tâm thiện, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo đó mà nó tệ nhất trong cái đám tâm đó. Thì cái quá trình đó nó đã diễn ra một núi các cái núi lộ lộ tâm mà lâm tham bên tâm sân ở phía trước rồi hết rồi, thì chúng ta mới nhận lại được. Thì cái đó nó rút ngắn lại khi mà cái sự thực tập của chúng ta nó rành rọt, nó thuần thục. Ở lúc này khi mà chúng ta thấy nó tăng qua một cái thôi, cái mà ví dụ thường thường như quý vị là mình đi xem một cái bức tranh đấy, bức tranh ấy, xem bức tranh treo trên tường mà tự dưng có một cái điểm gì đó mà nó vô duyên, vô duyên, có con thằng lằn nó ị chẩn đó, nhìn vô cái bức tranh cái thấy phản cảm liền, cái chịu không được vậy đó. Thì nó chỉ là một gợn qua thôi của một cái sự không có thiện cảm, ác cảm nó khởi lên liền một cái tăng qua như vậy, rất là vi tế, cực kỳ vi tế luôn, rồi nó mất. Và cái đó chúng ta không có một cái sự để ý kỹ về tâm, chúng ta không phát hiện ra, chúng ta không phát hiện lại luôn, tức là nó là một cái lèo qua, là một lộ, một vài lộ hoặc là một vài ngàn lộ tâm sân gì đó nó đã diễn tiến rồi, xong đó nó mất.
nếu như mà mình có cái sự ý kỹ đó, nó mới vừa gượng lên thôi là mình biết được rồi, chuyển qua thì lúc này nó đã một số lộ sân rồi, xong đó mình đã chuyển cái đó, chuyển về cái tầm khác. Ừ, nên như vậy. là cái tác ý lúc nào nó cũng sẽ ở cái nhịp đó nó định, nhưng mà không biết là mình đã đi bao nhiêu xa. Chính xác, không biết đi bao nhiêu xa rồi mình mới đoán được đó. Thì sự thành thục của mình á, sự thành thục của mình là do cái sự tu tập của mình á, sự tu tập nó dày lên á, thì những cái thứ mà mình đã gieo được ở trong cái lỗ tai mình nó dày lên á, thì mình có sự thuần thục. Tức là nếu quý vị hành thiền, quý vị có sự thuần thục á, quý vị chuyển được cái lỗ tâm của quý vị, có thể thay đổi được nó dựa trên cái sự hiểu biết, cái sự tu tập của mình, điều đó là khả dĩ có thể xảy ra được. Thì như vậy mới có thể tiến bộ lên được, có thể đắc được đạo quả. Đây nha, cái câu số 1, quốc câu một thách lần giờ. Những gì nào chưa ghi thì những gì có thể ghi. Lợn hiểu không lợn? Dạ, mấy đang liền mà. Thầy ơi, cho con hỏi cái chỗ hàng hình tượng nó trong bảy cái tâm, bảy cái tánh chung đó, nó lưu cảnh thì cũng ở dưới dạng cảnh pháp hơn. Đúng rồi, cái cảnh mà những cái tâm khác bắt không thể nào là cảnh sắc được, là những cái của thằng cảnh sắc nó chạm về mà cái Biến là cảnh pháp. nó đã trở thành cái đối tượng khác rồi, trở thành cái cảnh pháp. Tức là cái ngay cả cái chuyện mà con nhìn thấy một cái ánh đèn, thì cái ánh đèn mà lúc mà con nhìn thấy á, thì còn là ánh đèn, nhưng mà sau đó nó chuyển vô trong là nó đã mã hóa hết rồi. Cái tế bào, nếu mà mình đi ở góc độ sinh lý thần kinh á, rồi cái tế bào của mình, ví dụ như mắt, thì cái tế bào hình que, hình nón gì đó, nó đã mã hóa hết tất cả những hình ảnh ở trên võng mạc đó. Thì cái hình ảnh mà nó lưu dấu trên võng mạc mà sau này các kỹ thuật quân sự người ta chụp được đó, ở trên cái võng mạc của mắt, là cái hình ảnh ảnh ảo. Cái ảnh đó là cái ảnh giống với cái ảnh bên ngoài, thiệt sự là giống với cái ảnh bên ngoài người ta chụp được. Nhưng mà cái ảnh mà nó đi vào trong lộ tâm, vô tới bên trong để xử lý thì không còn là cái ảnh đó nữa. Cho nên người ta mổ đầu ra, người ta chụp cũng không được cái hình như vậy nữa. Tức là chỉ có cái chỗ đó với thần kinh nhãn, với cái tâm nhận thức đó, chắc khui nhà năng đó, ở ngay cái môn đó thì nó còn bắt được cái cảnh đó. Nhưng sau đó cái tế bào kinh nó đã chuyển hết tín hiệu đó để mà nó chuyển sang dạng tín hiệu khác, nó chuyển đi, chứ nó không thể ôm cái cảnh đó mà nó đi được. Tương tự như vậy thì cái phần tai cũng thế, khi mà cái âm thanh mà nó đi vào tai, nó va đập vào trong cái màng nhĩ đó, cái sóng âm đó, nó va đập vào màng nhĩ thì màng nhĩ nó rung, nó phóng đại âm thanh to lên, thì nó dẫn vào trong tai tai giữa, thì cái âm thanh nó đi từ cái đoạn đầu cho tới cái đoạn cuối của phần tai giữa đó, là toàn bộ tế bào kinh ở đó nó bắt hết toàn bộ các cái dạng sóng đó, thì cái dạng sóng đó là cái cảnh thinh. Nhưng mà khi mà cái tế bào kinh ở cái tai giữa mà nó bắt được cái cảnh thinh rồi đó, và nó chuyển đó, thì nó đã chuyển đổi tín hiệu nó rồi, không còn là cái âm thanh nữa, thì những tín hiệu đó là tín hiệu thần kinh chứ không còn là tín hiệu của âm thanh. Hai cái này khác nhau nha. Tín hiệu thần kinh là tín hiệu xung điện, tín hiệu thần kinh là tín hiệu xung điện, tín hiệu âm thanh là tần số sóng âm,
hai cái này là hai loại tín hiệu khác nhau, hoàn toàn không giống nhau. Cho nên nó chuyển từ tần số sóng âm sang tín hiệu thần kinh, tín hiệu điện, các cái tín hiệu xung điện thần kinh nó truyền đi. Thì lúc này cái cảnh đó không còn là cái cảnh hình nữa, mà nó truyền thành giải pháp rồi. Rồi ai mà thấy ok được rồi thì báo lên, người tôi qua khu mới. Ai còn dừng lại nghiền ngẫm xíu thì cứ im lặng suy nghĩ thêm. Ủa? Chưa hiểu chỗ nào. Ai giống chị Cát Phượng không? Chưa hiểu chỗ nào. Tại vì nó nằm ở đây, cái chỗ này. Biết quý vị sẽ đặt lại cái chỗ đó, ghi sẵn cho quý vị rồi. Mà cái việc mà khi mà con mắt nó bắt được cái cảnh đó, nó bỏ vào trong lỗ tâm, nó lưu trữ ở trong cái lỗ tâm, thì lúc này cái cảnh đó nó vẫn còn vẹn nguyên đầy đủ, nó không có mất gì hết. Những cái tâm khác đi vào sử dụng nó như là cảnh pháp, thì tiếp thâu cũng sử dụng nó, rồi quán sát cũng sử dụng nó, đoán định cũng sử dụng nó, ba thằng mắt dịch này sử dụng nó, nhưng không cho ra cái gì hết, xài thôi. Bảy thằng ông nội kia cũng sử dụng nó, nhưng mà còn cho ra cái visa cầm má nữa. Như vậy thì lưu trữ từ thằng số 1 tới số 7 á, cái khả năng lưu trữ nó lưu trữ song song, lưu trữ đôi từ thằng thứ 7 nha. Nhưng trước đó thì cái sự lưu trữ đó chỉ là lưu trữ đơn thôi, tức là lưu trữ cái cảnh, đúng cái cảnh đó thôi, chứ thông tin dữ liệu cảnh đó thôi. Cho nên mới có cái trường hợp á, là nếu mà quý vị đi xem bức tranh rồi, hai người cho xem cùng một bức tranh, sau đó kêu hai người mô tả lên bức tranh, trời ơi tam sao thất bản, đứa thì mô tả kiểu này, đứa mô tả kiểu kia. Nào quý vị có đi ngoại khóa tôi tổ chức cho quý vị rồi thì quý vị sẽ nhớ được cái trò mà bịt mắt vẽ tranh á. Ai trong đây có tham gia cái trò đó chưa? Lợn có vẽ chưa lợn? Chưa ha. Ở đây có anh, có Phương à, có anh Phương có. Thì cái trò đó mô tả hoàn toàn trùng hợp với cái cách này. Tức là khi mà nó là mô tả cái lộ tâm đó, nó cũng qua từng người như là từng sát na vậy đó. Nhưng mà nó khác xíu là nguyên cái đoạn này nó sử dụng để cảnh cũ, nó sử dụng hoàn toàn giống hệt như vậy. Từ cái số 1 tới số 7 thì bắt đầu nó mới biến cảnh rồi. Tức là nó cho ra thêm sự lưu trữ khác nữa. Thì từ cái số 1 tới số 7 trong 7 cái sát na do quá na đó, thì thằng tưởng nó sử dụng cảnh cũ cộng với những cái thứ mà nó đã có, rồi nó cho ra cái thứ mới kết hợp với sự tư đó. Còn lại cái cảnh phía trước mà thằng nhãn thức nó bắt được á, nó đã giữ ở trong lộ tâm rồi, cộng với mấy thằng mới nữa. Cho nên khi mà sau này mình nhớ lại, mình hồi tưởng lại khi mà mình về nhà rồi mình vẽ lại bức tranh Tết Quốc, cái bức tranh đi trong kia, mà hai người cùng với quan sát cái bức tranh như nhau, nhưng mà vẽ lại thì nó lại khác nhau, không giống nhau.
nó bị sai biệt những cái điểm, thì những cái điểm đó đâu ra? Đó, đây bảy cái ông nội này chế ra. Rồi này chế ra bỏ vô thêm cái lỗ tâm nữa, lưu vô trọng trọng nữa, nó như thế. Thì nếu như mà mình có được bát chỉ thánh đạo, trong đó nó có thằng xà tí đó. Quý vị nhớ tính chất của xà tí là gì không? Tính chất của xà tí là gì không? Tính chất của xà tí là gì? Ghi nhớ. À, ghi nhớ đúng như. Đúng như thật. Như thật. Chứ như thật là như cái gì? Là như cái cảnh lúc ban đầu nó vô á. Rồi lại ghi nhớ đúng như thật á. Thế hiểu không? Dạ thầy ơi, như lúc mà mình chưa có cái hằng niệm sa tí á, là mình đã ghi nhớ cảnh với những cái chất liệu mình đã có trước đó rồi đúng không? Đúng, chính xác. Mình biến tướng nó rất là nhiều. Đúng, chính xác. Cho nên cái thằng mà ra quá na từ số 1 tới số 7 này, nếu như mà nó không có niệm á, là nó sẽ bắt ngoài cái cảnh pháp của cái thằng nhãn thức, nó còn bắt lại dữ liệu cũ nữa. Tức là nó bắt các cái vipaka. Vipaka tức là quả nghiệp, nó chi phối vô trong cái cảnh cũ này nữa. Cho nên cái thằng Sawana nó sẽ bắt thằng Vipaka cộng với cái thằng cảnh kia, nó đi nó xử lý, chứ không phải chỉ đơn thuần là liên quan tới cảnh pháp không đâu. Còn nếu như quý vị có cái sạch tí, tức là quý vị bỏ buông ra được cái Vipaka đó, quý vị không có sử dụng nó, mà quý vị sử dụng đúng như cái cảnh mà thằng nhận thức nó đã đem vô, có cái sự sạch tí. Đó là đúng như vậy, như thật, đúng như vậy, không có sai biệt. Rồi cái chuyện mà mình nhớ được cái quá khứ đó là do cái chức năng của tưởng đó, nó khi mà nó làm cái nhiệm vụ đó, nó lưu trữ trong cái lộ tâm, nó làm nhiệm vụ nó lưu lộ tâm. Khi mà nó lưu lộ tâm như vậy thì quý vị về nhà quý vị vẫn còn nhớ nó nằm trong lộ tâm á. Rồi đây nó cũng cái chỗ này nó giải thích cho quý vị về cái hiện tượng mơ, cái hiện tượng giấc mơ. À, mà khoa học hiện tại nó cũng không có thể giải thích được đó. Thì nó bảo đó là mơ là một cái tình trạng hưng phấn cục bộ của một số điểm trên vỏ não. Đấy là tôi lặp lại về một số cái kết luận bên khoa học này, nó nói như vậy. Nhưng mà nếu như quý vị nhìn nó góc độ Phật học thì quý vị sẽ thấy cái cảnh á, mà nó được lưu trữ ở trong trong lộ tâm á, thì nó đầy đủ hết. Nhưng mà khi nhớ lại đó, khi nhớ lại thì nó có trạng thái chấp ghép cảnh. Có khi một ít của cảnh này, một ít của cảnh kia, một ít của cảnh nọ, nó còn trong lỗ tâm á, xong cái nó liên kết lại với nhau, cái nó gáp nghe, nó gáp trời đất ơi, ông nội này, bà ngoại kia gì đó, nó vô loạn xì cầu hết, không có một cái quy luật thường tình mà chúng ta có thể hiểu được khi mà chúng ta tỉnh. Thì chúng ta gọi là quy luật giấc mơ, là quy luật phi logic á. Nó có một cái thuật ngữ luôn gọi về cái điều đó mà tôi quên mất rồi, cái thuật ngữ rồi. Cái trong cái chì đó mà nó cũng có cái chữ logic ở trong đó đó, nó bị biến thành chữ gì đó. Đó, thì cho nên là quý vị có thể nhớ được cái quá khứ là nhờ khả năng tưởng nó lưu trữ lại cái thông tin hình ảnh đó nằm ở trong lộ tâm dưới dạng cảnh pháp. Hỏi là cái việc mà mình nhớ cái đó nó rõ ràng hay không rõ ràng là nó sẽ phụ thuộc vào cái tiếp thu đúng không? À, không, từ tiếp thu quan sát và đoán định á, là nó làm cái chức phận của nó là chỉ xử lý và làm cho hoàn thiện cái cảnh đó để phù hợp với thằng bảy sắc na kia thôi, chứ còn nó phụ thuộc nữa mà gõ hay không gõ là từ thằng nhãn thức coi, tức là thằng ngũ song thức á. Thằng đó mà nó không xịn rồi là thằng phía sau không xịn được. Ồ, đó là cái đầu nguyên cái quá trình đó. Nó quan trọng, nó rất là quan trọng luôn. Còn xà tí. Xà tí thì không có nằm ở số 5, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 thì không có xà tí. 5, 6, 7, 8 đó là tâm quả. Và những cái tâm quả này nó làm cái chức phận của nó đúng với vai trò của nó theo cái quả nghiệp mình đã có hồi trước. Tức là hồi trước mình mần ăn sao đó mà mình có được cái tâm nhãn thức mới xịn, thì bây giờ mình nhìn thấy á, nó rất là xịn.
còn hồi trước mình mần ăn sao mà bây giờ cái tâm nhận thức của mình nó tào lao không à, nó nhìn toàn bất thiện không à, thấy bất thiện là nó sáp vô à. Đó thì lo do thằng bất thiện hay là thiện kết quả đó, rồi là tâm quả đó là của cái đời phía trước quyết định. Còn cái sạch tí mà nó có thể có được là từ số 1 cho tới số 7, tức là nó không bắt cái cảnh pháp sai khác, không bắt cảnh pháp sai khác của những cái thằng khác có trong lộ tâm, mà nó bắt đúng cái cảnh pháp do thằng nhãn thức mới vừa gửi vào để nó xử lý. Thì thằng sạch tí đó đó là thằng chánh niệm tỉnh giác trong 7 cái thời sát na động lực. Cái đó đó, nếu mà quý vị học bên tâm á, qua cái phần mà tâm và tâm sở phối hợp á, tâm và tâm sở phối hợp thì nó có tâm nào phối hợp với tâm sở nào? Chị vẽ lại này đẹp đẹp chút ha, lưu lại tôi vẽ như quỷ. Ê, rồi nói là cái lộ trình tâm là cái nơi mà nó luôn trữ á, vậy thì cái gì nó chứa cái lộ trình tâm? Không có. Cái lộ trình tâm nếu mà nói chứa đó là từng thằng một, từng thằng một. Ví dụ như tiếp thâu quán sát đoán định hay ra quán na hay na cảnh á, thì nó nương nơi sắc ý vật, nó nương nơi sắc ý vật hà để giao quách thú. Chứ mình đừng có nghĩ cái lộ trình tâm á là nó phải một cái ống giống như ống thoát nước, không phải. Nó là danh pháp mà, chứ đâu phải nó là vật chất đâu. Vậy là mấy cái người mà không còn cái sự nhận thức, ví dụ như họ bị tai nạn hay là cái gì mà họ nằm ở chỗ, tức là có vấn đề nơi cái nơi những cái danh pháp đang nương ở cái sắc ý vật của họ, đúng không? Đúng rồi, cái sắc ý vật của họ có vấn đề. Khi mà cái sắc ý vật của họ có vấn đề rồi đó, thì lúc này nó không có thể nào nó bắt được cái thứ bên ngoài được, nó xử lý được, nó yếu quá. Hoặc là do cái yếu tố liên kết thần kinh giữa các cái ngũ quan với cái thằng lộ tâm á, thể thằng gốc của nó, thằng ý đó, không có liên kết được, không liên kết với thằng hai đại giáo quách thú được. Thì lúc này á, nó đơ ra, thằng mạnh thằng nào nấy làm thôi. Cho nên cái lộ tâm của cái người mà người ta nằm bất động nè, liệt nè, hay này kia nọ đó, thì phần lớn chỉ là dòng hữu phần thôi. Dòng hữu phần với cảnh rất nhỏ. Nhưng mà nó chưa có kết thúc, tại vì danh mạng quyền và sắc mạng quyền nó chưa có đứt, cho nên nó còn cái chữ cái thỏa mạng nó vẫn còn sống. Ok, nay chắc mình một câu này thôi. Nghỉ xíu, chuẩn bị tới tâm lý trị liệu. Lớp đó mệt mỏi lắm. Đông đúc nữa, biết bữa nay được nhiêu. Hồi từng ngồi nó nói có ba mấy người đúng không? Đúng rồi. Mình nếu mà mình chỉ nhìn ngắm cái sơ đồ cái lộ tâm này á, mình cũng có thể nảy ra nhiều cái cách phân loại về cái người học á. Đúng rồi. Chẳng hạn như cái người đó họ mạnh và họ có cái kho dữ liệu ở cái tổ riêng về cái mảnh nào.
đúng rồi. Rồi cái cách mà họ tiếp thu cái cảnh mới thì có cho cái quy ba cá vô hôn nhiều hôn và những cái gì rồi phải phát huy cái chỗ mà đoán định của cái người đó sao. Rồi theo cái thói quen thì từ cái nghiệp số 1 cho đến nghiệp số 7 thì cái người đó sẽ xuống thế nào. Nó đã lắm, tức là nó giải quyết hết tất cả những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà các cái chuyên ngành khoa học khác á, nó không có liên đới với nhau để nó giải quyết được. Cái này mới một lộ thôi, trong này là mấy ngàn lộ vậy đó. Cái này là lộ tâm thời bình nhật. Rồi, thôi bye bye tất cả mọi người. Chúc mọi người có một cái ngày nghỉ cuối tuần thật là lợi lạc cho mình và cho người. Ai rảnh rảnh thì tham dự tiếp cho cái buổi tâm lý trị liệu xíu nữa. Rồi chào tạm biệt tất cả. Thank you.